job description được viết tắt là jd hiểu đơn giản chính là một bản đề mục mô tả các công việc chức năng và nhiệm vụ cần hoàn thành của một vị trí công việc thông qua bản jd chúng ta có thể nắm bắt được mục tiêu công việc của một người trong cấu trúc hoạt động vĩ mô doanh nghiệp để có phương án sắp xếp quản trị phù hợp với vị trí này vai trò jd đối với nhà quản trị tựa như cv xin việc làm jd có vai trò vô cùng quan trọng đối với các nhà quản trị vì thông qua nó họ có thể dễ dàng theo dõi chất lượng hiệu quả công việc cũng như vạch định các kế hoạch phát triển công ty và điều chỉnh lại một cách hợp lý vai trò của jd đối với các ứng viên và nhân viên đối với mỗi vị trí công việc tuyến dụng jd được xem là căn cứ giúp các ứng viên có thể đối chứng năng lực của mình hiện tại có phù hợp với những tiêu chí công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra hay không